khéo léo, tỉ mỉ, các chàng trai cơ bắp và rắn rỏi sẽ vượt qua thử thách gấp độ trong thử tài thách trí như thế nào đây? Luật chơi như sau: từ vị trí xuất phát, cặp song sinh cột một bên chân lại với nhau, mỗi người cầm theo một đôi đũa, vượt chướng ngại vật đến vị trí đặt đĩa đậu đen, khéo léo gấp đậu và cùng di chuyển về đích. Nếu làm rớt đậu, phải quay về điểm xuất phát thực hiện lại từ đầu. Thời gian 1 phút 30 giây, cặp chơi nào mang về nhiều hạt đậu hợp lệ sẽ giành chiến thắng với 30 điểm tuyệt đối đến từ khách mời. Cặp thua không có điểm. Cố lên! Chuẩn bị! 3, 2, 1, bắt đầu! Đó, thấy nhanh chưa? Trời ơi, thấy chưa? Chạy lạc lên, hay quá! Trời ơi, nhanh quá! Wow, cái khung thành bên kia mà hai anh này chui qua một cách gọn gàng luôn nè. Nếu như làm rớt khung thành, chúng ta bắt buộc phải quay trở lại với vị trí xuất phát. Cái này không bị rớt nữa hả? Trời ơi, cái này mới khó nè trời. Đậu đen mà chút thiếu ông ơi. Được chưa anh? Nè, đội bên đây nè. Của Quy Đức Quy Đạt, đi nhanh quá nè. Từ từ. Quay lại đi, để Hoàng dựng cho. Quay lại điểm kia. Quay lại từ đầu đi. Đúng rồi. Vẫn gấp hộp đậu nha. Rồi chu lại nào. Chu lại. Quy Đức và Quy Đạt vẫn đang rất cố gắng. Rớt rồi. Quay lại. Chu lại. Rõ ràng là với ngoại hình, ngoại cỡ của mình. Thì hai bạn cũng khá khó. Đúng rồi, cố lên. Hay quá. Đức Đạt cố lên. Tâm Y ơi. Đúng rồi. Hay quá, rất đều đặn. Quay lại. Chết rồi, bên đây cũng đã vướng vào cái khung thành rồi. Quay lại. Rồi không sao cả, vẫn giữ hộp đậu nha. Rồi, đi lại nào. Bình tĩnh. Đúng rồi, nhẹ nhàng, kết hợp ăn ý giống như nãy giờ đã làm. Đúng rồi. Mệt lắm đó, chứ mà giỡn đâu. Rất tốt. Quy Đức và Quy Đạt đã tận dụng được khả năng của mình. Đó chính là lợi thế về ngoại hình. Thon gọn, nhẹ nhàng. Còn có 8, 7 giây. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Xin mời cả hai đội chơi cùng cầm thành quả của mình và bước đến phía đây ạ. Phần thi vừa rồi dường như là cái khung thành đó đã khiến cho các bạn gặp rất nhiều khó khăn đúng không ạ? Dạ đúng rồi ạ. Ngoài cái khung thành đó ra còn gặp khó khăn ở những công đoạn nào nữa không ạ? Ngoài cái khung thành đó ra thì gặp khó khăn ở cái giai đoạn đi á. Cũng chưa ăn khớp với nhau lắm. Dạ. Sau trò chơi ngày hôm nay các bạn có quyết định là sẽ giảm cân không? Tại vì bạn gái của em nói là càng mập càng dễ thương nên... Cái gì kệ người ta đi. Em đi ra đi, em coi như là hết cửa rồi, bích cửa rồi. Nhà người ta có bạn gái rồi, thấy chưa? Rõ ràng cái gu bạn gái của người ta là càng mẫm mẻm càng dễ thương. Thắng thua không quan trọng, quan trọng mình phải ấm. Mình vô lại chương trình. Focus vô cái hộp đậu ha. Cái hộp này là của ai lấy được ạ? Của em lấy được, em chọn cái hộp. Người có kinh nghiệm. Em đi á, em đụng cái cung thành á, nó rớt hộp đậu. Ta phải chắc vào thì mới giữ chắc được hộp đậu. Kỳ trên tay ta ảnh tập tạ dữ lắm mà ta. Đây nè, câu đậu bên đây nè. Trời ơi, một màu đen, trời ơi. Bây giờ mình lo đếm đậu đi. Rồi, đếm bên đây nè, chuẩn bị, đếm. Một trái. Một hạt đậu ạ. Một hạt đậu rất to. Rất to. Như vậy thì cái đũa mới dễ gấp nhất. Hay quá, rất thông minh khi chọn hạt đậu lớn. Còn ở đây nè, đậu nhỏ mà có vỏ nè. Rồi xin mời các bạn đếm đi ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow. 6 hộp đậu. Sự khéo léo đã thể hiện qua phần chơi vừa rồi. 6-1 đã nghiêng hẳn hoàn toàn về cho hai anh em Huy Đức và Huy Đạt. Chúc mừng các bạn. Wow. 30 điểm tuyệt đối đã thuộc về Huy Đức và Huy Đạt. Đưa tổng số điểm của bạn lên thành 70 điểm. Chúc mừng Huy Đức và Huy Đạt. Tâm ý thì vẫn bảo toàn được số điểm là 40 điểm.